32.300.000 cho anh Công ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Bộ karaoke gồm có một bộ mic HA680 Plus, một con vang 800 Pro, một con lăng kính VIP 68, một con đẩy DB550, đẩy hai kênh chạy mạch class H các bác nhé. Đây là mẫu mới. À, một đôi loa Eco vân gỗ nhìn rất đẹp và sang trọng. Anh lấy thêm một đôi loa lời B3G Audio và một con Sub AV Pro 30 nữa. Sub 30